Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chiến Thần Định Giá, nơi chuyên thu mua tất cả các dòng smartphone cũ từ iPhone đến Android với mức giá luôn cao số 1 thị trường. Không biết là có bạn nào giống tôi không, chứ đầu tháng mà lướt tấp tấp YouTube toàn thấy những chiếc tích chấn động đậy kiểu nhiều iPhone giảm giá cực sốc, iPhone chưa bao giờ rẻ như bây giờ, hay các trang web công bố giảm giá như thế này. Xem xong là chỉ muốn co giò co cẳng chạy ngay ra cửa hàng lụm vài chiếc về chợ chơi, ý lộn, chơi trọi với bạn bè. Tuy nhiên thì nhiều khi đây chỉ là chiêu trò bán hàng thôi. Muốn biết có giảm thật hay là không thì các bạn phải so sánh giá bán hiện tại với giá bán cách đó một thời gian, ví dụ như là một tháng trước chẳng hạn, để xem giá có giảm hay là không, giảm nhiều hay ít. Và để các bạn có thể dễ hình dung hơn thì hôm nay mình sẽ làm một video so sánh giá iPhone tháng 5 với tháng 4 vừa rồi tại Chiến Thần Định Giá cho các bạn tham khảo nhé. Và việc thôi. Đầu tiên sẽ là giá của dòng iPhone 12, dòng điện thoại đang được bán cực chạy. Hiện nay iPhone 12 64GB 99% nguyên zin, tháng trước có giá là 7,5 triệu, tháng này vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. iPhone 12 Pro 128GB tháng trước có giá là 9,6 triệu, nay còn 9,5 triệu giảm 100k. Bên cạnh đó, mẫu iPhone này còn có dòng máy ít sạc, ngoại hình y như vừa đập hộp, pin 100% mà giá chỉ 10,5 triệu, đắt hơn máy 99% chỉ 1 triệu. Với dòng iPhone 12 Pro Max 128GB Light New đẹp keng, giảm từ 12 triệu xuống còn 11,9 triệu, giảm 100k. Dòng này cũng có máy ít sạc, pin 100%, giá 14,5 triệu, đắt hơn khoảng 2,5 triệu so với máy cũ. Các tháng trước nhìn chung thì giá iPhone 12 giảm rất sâu, có mẫu giảm gần 1 triệu chỉ trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên tháng này lại giảm ít đi, thậm chí là có những dòng vẫn còn giữ nguyên mức giá. Nguyên nhân là hiện nay các mẫu 12 series bán khá là chạy nên lượng hàng không còn nhiều, vì vậy giá của chúng vẫn giữ ở mức ổn định. Tiếp theo là iPhone 13 128GB chính hãng Light New, tháng trước có giá là 10,9 triệu, tháng này giảm còn 10,7 triệu, giảm 200k. iPhone 13 Pro 128GB giảm từ 13 triệu xuống còn 12,9 triệu, giảm 100k. Ngoài ra, dòng 13 Pro chỉ vừa được sạc 2-3 lần, pin vẫn còn 100% và ngoại hình y như mới, được bán với giá 14,5 triệu, giá chỉ đắt hơn máy 99% khoảng 1,5 triệu thôi, các bạn có thể tham khảo nhé. iPhone 13 Pro Max 128GB giảm từ 15,5 triệu xuống còn 15,2 triệu, tức là giảm 300k. Tương tự, 13 Pro Max cũng có dòng ít sạc, pin 100%, có giá là 16,5 triệu, đắt hơn máy 99% khoảng 1 triệu mà thôi. Dòng 13 ở hiện tại vẫn bình ổn giá, đặc biệt là 13 Pro Max có đợt giảm từ 18 rớt thẳng xuống 16 triệu do bị dính phốt xanh màng. Nhưng mà hiện giờ thì các lô 13 Pro Max máy Mỹ đều đã được kiểm định kỹ lưỡng, sống sót qua nhiều cơn bão xanh màng. Với lại lỗi xanh màng cũng đã được fix đơn giản, cho nên là không phải là vấn đề gì to tát nữa. Và tất nhiên là tất cả máy ở Chiến Thần Định Giá đều nguyên zin, bảo hành lên tới 1 năm, thay pin miễn phí trọn đời, bao hoàn tiền 100% với mọi lý do, cho nên các bạn có thể yên tâm mua thử để trải nghiệm. Nếu như các bạn quan tâm thì bấm vào đường link mà mình để ở dưới phần mô tả và phần bình luận nhé. Tiếp tục với các dòng iPhone 14 series, đơn cử như iPhone 14 128GB, cách đây 1 tháng có giá bán là 12,3 triệu, bây giờ chỉ còn 11,9 triệu, giảm 400k. Với dòng máy này thì ở Chiến Thần Định Giá cũng có loại máy mới sạc chỉ 2-3 lần, pin 100%, giá bán là 12,9 triệu, đắt hơn máy 99% chỉ 1 triệu. iPhone 14 Plus 128GB vẫn giữ nguyên mức 14,2 triệu. Còn nếu các bạn thích điện thoại ngoại hình mới như đập hộp thì có thể tham khảo loại máy ít sạc, giá chỉ 15,6 triệu, hơn máy 99% chỉ 1 triệu nha. Tiếp tục, iPhone 14 Pro 128GB thì từ 17,2 triệu giảm còn 16,8 triệu, giảm 400k. Còn giá của dòng máy pin 100% là 18,8 triệu các bạn nha. 14 Pro Max 128GB vẫn giữ nguyên mức giá là 20,3 triệu. Còn nếu các bạn muốn mua máy pin ít sạc thì có giá là 22,9 triệu. Như vậy, trừ 14 Pro Max và 14 Plus ra thì các dòng 14 còn lại đều giảm, bởi vì hiện nay số lượng hàng trên thị trường đang còn cực kỳ nhiều, cho nên là giá bán của chúng luôn giảm đều. Đây chính là cơ hội cho những ai muốn lên đời nhé. Tiếp đến là giá của iPhone 15. Cụ thể, iPhone 15 128GB 99% đẹp keng vẫn giữ nguyên mức giá 15,9 triệu. iPhone 15 Plus 128GB giá cũng không thay đổi, 17,9 triệu. Còn máy sạc 2-3 lần, pin 100% thì có giá
giá bán là 18,3 triệu, đắt hơn máy 99% chỉ 400k. Thường thì dòng máy ít sạc pin 100% sẽ cao hơn máy 99% khoảng 1 triệu lận. Nhưng mà không hiểu tại sao dòng 15 Plus này chỉ đắt hơn 400k thôi. Quá trời lời luôn, còn chờ gì nữa, các bạn ơi, rút lẹ nha. iPhone 15 Pro 128GB 99%, giá không đổi 20,3 triệu. Tuy nhiên bản 15 Pro 128GB ít sạc pin 100% lại giảm khá là sâu, từ 22,4 triệu hồi tháng trước giảm xuống còn 21,9 triệu, giảm 500k. iPhone 15 Pro Max 256GB Lite New vẫn có giá là 24,9 triệu, còn dòng máy ít sạc pin 100% cũng giảm sâu, từ 27,5 triệu xuống còn 25,9 triệu, giảm 600k so với tháng trước và chỉ đắt hơn máy 99% 1 triệu. Như vậy, nhìn chung giá iPhone 15 series loại 99% vẫn như tháng trước, tuy nhiên giá của dòng máy ít sạc pin 100% thì giảm khá là tốt. Sở dĩ như vậy là do còn khá là ít người dùng biết đến dòng máy ít sạc này, cho nên theo mình á, đây chính là cơ hội tốt để các bạn có thể sở hữu mẫu điện thoại mới nhất, hot nhất trên thị trường của Apple với ngoại hình hoàn hảo như là vừa đập hộp mà giá chỉ đắt hơn máy 99% chỉ 1 triệu đồng. Mình đã cập nhật xong cho các bạn phân khúc từ cận cao cấp cho tới cao cấp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới lượt phân khúc tầm trung trở xuống nha. Và khởi đầu sẽ là iPhone 11 các bạn nha. iPhone 11 64GB 99% nguyên zin, giảm từ 6,2 triệu xuống còn 6 triệu, giảm 200k. iPhone 11 Pro 64GB thì từ 7,2 triệu giảm còn 6,9 triệu, cũng giảm 300k. iPhone 11 Pro Max 64GB giảm từ 8,2 triệu xuống còn 7,9 triệu, cũng giảm 300k sau một tháng. Nguyên nhân mà 11 giảm đều như vậy là do thị hiếu hiện nay, người dùng chuộng các dòng 13 và 14 hơn vì nó tiệm cận với dòng iPhone mới nhất là 15, cho nên là lượng hàng của dòng iPhone 11 vẫn còn khá nhiều và thế là giá của chúng giảm đều. Kế tiếp sẽ là dòng iPhone X. iPhone X 64GB quốc tế cũ Lite New vẫn 3,9 triệu như tháng trước. iPhone XS 64GB và XR 64GB chính hãng Lite New cũng giữ nguyên mức giá lần lượt là 4,9 triệu và 4,6 triệu. Còn X Max 64GB giảm từ 6,3 triệu xuống còn 5,9 triệu, giảm 400k so với tháng 4. Lượng hàng của dòng iPhone X đang tương đối khan hiếm, cho nên đáng lẽ ra chúng phải tăng giá. Thế nhưng do sức mua không nhiều, cho nên giá vẫn bình ổn. Cuối cùng sẽ là hai dòng iPhone có giá rẻ nhất là dòng iPhone 7 và 8 series. iPhone 7 32GB quốc tế 99% giảm từ 2,3 triệu xuống còn 2,2 triệu, giảm 100k. iPhone 7 Plus 32GB, iPhone 8 64GB và iPhone 8 Plus 64GB vẫn bình ổn ở mức giá lần lượt là 2,9, 2,6 và 3,9 triệu. iPhone tại chiến thần định giá luôn được bán với mức giá tốt nhất thị trường, nhưng về chất lượng thì đảm bảo tuyệt vời bởi vì các bạn sẽ được bao hoàn tiền 100% với mọi lý do, một chính sách độc quyền tại chiến thần định giá. Ngoài ra, iPhone còn được bảo hành lên tới 1 năm, thay pin miễn phí trọn đời, lỡ làm rơi làm vỡ còn được ép kính miễn phí, hỗ trợ trả góp 0 đồng, chỉ cần trên 18 tuổi và có căn cước là lên hồ sơ bao đậu, lấy máy về nhà không tốn một xu. Như vậy, mình đã so sánh chi tiết giá các dòng iPhone trong tháng 5 này so với tháng trước cho các bạn rồi. Có dòng thì giảm khá là nhiều, có dòng thì giá không đổi. Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải công nhận một điều là khả năng giữ giá của iPhone rất là tốt. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến nhiều người mê đắm iPhone. Vì có bán đi để mà lên đời máy khác thì cũng không lỗ là bao. Các bạn còn muốn mình làm về chủ đề gì tiếp theo thì hãy cứ để lại bình luận cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!